Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình Sống đời sống Phật hôm nay, chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Viên Huy, trụ trì chùa Đồ Ngự sẽ chia sẻ và giảng dạy đến quý vị về 12 đại nguyện của Đức Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Chúng con rất mong qua những chia sẻ của quý Hòa thượng sẽ giúp quý vị hiểu sâu hơn về lời Đức Phật dạy để có một đời sống tâm linh thật an lạc. Và giờ này xin mời quý vị hoan hỷ lắng lòng theo dõi chương trình. Dạ, Di Đà Phật, dạ chúng con kính chào Thầy. Di Đà Phật xin chào đạo hữu Nhạc Nguyên Huy và chúng con xin đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống đời sống Phật. Dạ, kính bạch Hòa thượng, thì trong 12 đại nguyện của Đức Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, chúng con xin phép đọc đại nguyện đầu tiên, đó là nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì bản thân ánh sáng rực rỡ chiếu soi vô số thế giới hệ, thân ấy lại được trang hoàng bằng 32 tướng tốt của bậc đại trường phu và 80 tướng phụ, lại làm cho mọi người không khác gì con. Dạ, kính bạch Thầy, thì trong đại nguyện này thì cái ý của và là cái ý nghĩa và cái lời mà Đức Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai muốn dạy cho chúng con, cho hàng Phật tử là những cái gì ạ? Dạ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Nguyễn Hy đã hỏi câu hỏi này. Thưa quý vị, cái nguyện thứ nhất đó, như khi mà Ngài Đức Dược sư còn làm Bồ Tát, Ngài đã phát nguyện rằng là khi mà Ngài thành Vô Thượng Chánh Đẳng Thánh Giác thì Ngài đủ 32 tướng tốt. Cái đó đương nhiên rồi, một cái vị Phật thành Phật thì cũng đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Và đặc biệt là Ngài nguyện rằng tất cả những chúng sanh ở cái nơi cõi nước của Ngài, tức là phía đông tỉnh Lưu Ly Quang Như Lai, đều cũng có cái tướng sáng tốt đẹp như vậy. Khi mà sanh lên nước Ngài thì tất cả chúng sanh đều bình đẳng, và đặc biệt á, muốn cho chúng sanh có cái ánh sáng tốt đẹp mà chiếu phát sáng như vậy á, thì quý vị biết làm cái gì? Phải đem hết cái tâm nguyện của mình để mà hướng dẫn cho chúng sanh tu tập tất cả những cái điều lành, chứ không phải tự dưng mà nó sanh lên đó. Cho nên cái phát nguyện của Ngài thì là phát nguyện, nhưng mà cái tâm nguyện mà độ sanh, đem cái giáo lý đó, cái chân lý đó, để cho tất cả chúng sanh thực hành được, nói cho người ta nghe, người ta mới thực hành được, phải không? Chứ còn không phải bỗng dưng đâu là tự nhiên là sanh ra. Cho nên chúng sanh thì phải khuyến họ vâng nghe những cái chân lý, rồi họ suy nghĩ những cái nào nó phù hợp với họ, đó là tư, và thực hành đó là tu. Có những cái nguyện như vậy. Và rất là khó chứ không phải dễ đâu quý vị. Thưa quý vị, là khi ấy, mà cái hồi mà Cộng sản ở miền Bắc và miền Nam ấy, cái lần đầu tiên mà đổi tiền, mà quý vị biết có những cái đồng tiền mà 500 đồng ấy, của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đổi thành 1 đồng của Cộng sản. Vậy thì nó có những sen, tức là mình kêu hào á, hoặc là 10 hào vân vân, mà nó lớn như vậy cho nên mỗi một cái bữa ăn á, nó chừng cỡ 5 hào như vậy thì đủ mỗi bữa ăn, chứ chừng có nói 5 đồng. Mà một cái người ăn xin á, tôi khuyên ông ta bây giờ ông niệm cho tôi 10 câu Phật, tôi sẽ cho ông 5 đồng. Mà 5 đồng như vậy thì ăn cỡ 5 ngày hay là 7 ngày gì đó mới hết. Nhưng ông ta quay mặt, ông bỏ đi, gần như ông đó là khinh thường ông ta. Cái phước báo rõ ràng đây này, ông niệm có 10 câu Phật là như vậy mà cái phước báo rõ ràng được 5 đồng. Mà tại sao ông niệm? Vì mà dứt khoát ông ta không có niệm. Cho nên ta biết cái nguyện lực độ sanh của Ngài cũng vậy, hướng dẫn cho họ tu tập, hướng dẫn cho họ thực hành được cái giáo pháp. Và khi họ thực hành được cái giáo pháp như Ngài đã dạy, nó mới sanh lên được cái nước của Ngài, và nó mới có nhiều cái tướng tốt đẹp như vậy. Thì cho chúng ta biết rằng là ngoài cái việc ước nguyện như vậy thì cái việc thực hành của Ngài đối với tất cả chúng sanh, nghĩa là bỏ công lao, công sức của mình đi hóa độ hướng dẫn chúng sanh rất là to lớn. Thì Ngài không có nói cái nguyện đó tức là thành là mình kể công, nhưng mà Ngài phát nguyện rằng chính bản thân Ngài sẽ đi hướng dẫn và dắt dìu chúng sanh từng bước tu tập, để rồi một ngày nào đó
sẽ sanh về nước Ngài và được cái gì? Được thành Phật như Ngài. Và được thành Phật như Ngài thì quý vị thấy rằng là được tất cả cái tướng tốt, tất cả cái ánh sáng, nó sáng, nó đẹp giống như Ngài, bình đẳng như Ngài mà thường như chư Phật phát nguyện như vậy. Để tất cả chúng sanh nếu mà tu tập theo cái chân lý như Ngài được hướng dẫn thì cuối cùng thành Phật. Và thành Phật không phải là làm đệ tử của Phật nữa, mà thành Phật là Phật giữ Phật đồng, chứ không phải Phật giữ Phật là đồng nhau, chứ không có còn là đệ tử, không có còn là những người này hơn người kia hơn. Thưa quý vị, đó là cái sự bình đẳng ở trong giáo pháp của Đức Phật, và Đức Phật đã dạy cho tất cả chúng ta. Cho nên đây là một cái nguyện hết sức vô cùng quan trọng, to lớn để mà độ sanh của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Dạ, thưa quý vị. Dạ, chúng con kính cảm ơn quý thầy. Dạ, kính bạch quý thầy, thì trong đại nguyện này Ngài có nói là khi mà được tuệ giác vô thượng thì bản thân ánh sáng rực rỡ chiếu soi vô số thế giới hệ. Rồi cái đoạn sau thì Ngài lại nói sẽ làm cho mọi người không khác gì với Ngài. Thì nghe thì hấp dẫn và nghe thấy nó quá sức là quý báu, nhưng mà để mà được cái tuệ giác vô thượng thì nó có dễ không, mà Phật tử chúng con phải làm sao để có được cái tuệ giác đó ạ? Thưa quý vị, thì một người nào đó muốn có một tuệ giác và được ánh sáng chiếu đó, thì thưa quý vị, trước tiên á, thà thực hiện được như là Phật chạy từ cái giới thể mà nó sinh ra, cái giới tức là những cái điều mà ngăn cấm để khiến chúng ta không phạm phải những cái sai lầm, những cái tội lỗi. Mà cái giới như một cái ranh vực, như một cái hàng rào ngăn cản. Thí dụ như người tại gia thì giữ năm giới, không có sát sanh nè, không có trộm cắp, không có tà hạnh nè, tức là ngoại tình. Thứ tư không nói dối. Thứ năm là không có uống rượu hoặc dùng tất cả các cái chất mà gây nghiện, năm giới. Còn cái người xuất gia thì gồm có 10 giới, có 250 giới, có 350 giới, có nó tùy theo đó cái sự phát nguyện của tất cả các cái vị đó, hoặc là từng cái cấp độ, cấp bậc mà phát tâm giữ giới. Còn ngoài ra thì các hàng Bồ Tát thì có Bồ Tát tại gia, nghĩa là 58 giới. Rồi người ở tại gia thì họ phát tâm, họ tu thập thiện giới rất là nhiều. Thì từ cái giới đó nó mới đem lại cho chúng ta cái định, tức là không có phóng túng, không có phóng dật, không có buông lung để mà phạm phải những sai lầm từ thân, miệng và ý. Một cái suy nghĩ sai lầm chúng ta cũng không có nhen nhúm nó, chứ đừng có nói cái lời nói sai lầm hoặc chả là cái hành động sai lầm. Ví dụ cái thế nào là cái suy nghĩ sai lầm? Suy nghĩ sai lầm, ví dụ mình thấy người khác có tiền hay là có cái của vật quý gì đó, mình mong muốn rằng một ngày nào đó mình sẽ chiếm đoạt, mình sở hữu cái vật đó. Đó là cái suy nghĩ sai lầm của người khác. Cho nên đối với tất cả chúng ta thì chúng ta nên cố gắng làm thế nào đó mới giữ được cái thanh tịnh. Chứ còn đổ thừa thì không có được đâu, đó nhờ cái giới đó. Còn chúng ta đừng có đổ thừa. Thí dụ như là sáng hôm nay, 6 giờ sáng của ngày 24 thì ông Tổng thống Putin sau khi đọc cái quyết định rồi là ông xua quân ra tấn công Ukraine liền. Không. Thì đổ thừa cho người khác cái chuyện này, chuyện khác. Nhưng mà rồi quý vị biết sao? Nó sẽ dẫn đến cái sự rất là thương tâm và rất là đau lòng cho những mạng sống đương sống, nhưng mà rồi phải bị chết đi, phải bị thương tật, phải đau đớn. Con người đương yên ổn phải né chạy, rồi phải bị đói khát, nó bức ngạt tất cả chúng ta. Rồi mình đổ thừa vì lý do này, vì lý do vừa bảo vệ mình, hoặc chả là vì giúp một cái phe ly khai nào đó hay là cái đó, nhưng mà nó tổn thất rất là nhiều và cái tội nó cũng rất là nặng, gây ra chiến tranh. Cho nên chúng ta cũng vậy, cái suy nghĩ không, chúng ta cũng đừng có suy nghĩ đến, chứ đừng có nói chuyện mà
mình làm những tất cả những cái việc đó làm cho thế giới phải lo sợ, không, sự bất ổn lan tràn, làm cho vật giá phải leo thang, rồi làm cho mọi người, đặc biệt nhất là khổ sở. Chúng tôi bởi vì có một những cái lần, những cái lúc khi mình trẻ, mình đã sống trong cái thời chiến tranh rồi, cho mình thấy rất là đau lòng. Mà giờ đây cái chiến tranh nó di hại, nó để lại những cái thương binh tàn tật, nó mang theo cái sự đau đớn suốt cả cuộc đời họ, chứ không phải là chỉ một chốc lát nào thôi, bây giờ nó vẫn còn. Thì đó là cái điều mà chúng ta không có nên làm, cố gắng giữ giới. Giữ giới thì từ giới đó nó sẽ sanh ra cái định, bởi vì chúng ta luôn luôn quan sát cái nào làm, cái nào nói, nó phạm lỗi lầm thì chúng ta đừng có nói. Từ đó giữ cái tâm cho nên nó sanh định, và từ cái định đó nó mới sát sanh ra trí tuệ, nhận chân được cái nào là đúng, cái nào là sai. Cho nên cái ánh sáng nó cũng từ đây mà nó phát ra, thưa quý vị. Đó là cái điều mà Đức Phật Dược Sư nói rằng là được trang hoàng bằng 32 tướng tốt của các bậc đại trưởng phu, 80 tướng phụ, làm cho mọi người không khác với con, thì cũng do từ cái giới, từ cái định, cái huệ mà nó thành tựu được, thưa quý vị. Dạ, dạ, chúng con kính cảm ơn quý thầy. Dạ, nhân lời quý thầy vừa giảng dạy về cái chuyện mà phải biết là giữ giới, với là phải biết là nhận thức đúng sai, hay là nhận lỗi về mình nếu mà mình làm lỗi. Nhưng mà thường thường chúng con thấy trong cuộc sống thế gian thì tâm thức chúng sanh thường thường là ít khi mà biết nhận lỗi. Bất cứ một cái chuyện gì xảy ra thì luôn luôn là chỉ ngón tay ra là lỗi của người này, lỗi người kia, cho còn mình luôn luôn là vô tội. Thì đó là một cái điều mình rất ư là chung trong cuộc sống này. Thì làm thế nào để mà mình luôn luôn là ý thức được cái đúng cái sai, để mà mình nhận chân là mình sai, để mà mình sửa ạ? Dạ. Cảm ơn Hữu Nhật Nguyễn Huy. Và thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng cứ nhìn tự vì do họ không có nhận lỗi, là ai cứ nhìn cái lỗi của người khác không à, chứ không có nhìn cái lỗi của mình, không có quan sát như lời Đức Phật dạy, nhìn cái lỗi của mình. Nếu mà chúng ta biết nhìn được cái lỗi của mình á, thì mình sẽ thay đổi. Còn mình nhìn cái lỗi của người khác không á, thì nó không có thay đổi gì. Giống như là một cái câu chuyện mới hôm qua hay hồi sáng gì đây cũng vậy. Ở tại Đà Nẵng có một cái người chồng cũng còn trẻ, gọi điện thoại vợ, vợ không bắt máy. Thì quý vị biết sao không? Đem đứa con gái 5 tuổi chém giục cho xong. Có tội tình gì, có dính dáng gì đâu tới đứa con của mình. Nhưng mà thì làm những cái việc mà ác như vậy, bởi vì họ cứ ý rằng cái người kia là đi ngoại tình, cái người kia là không chung thủy người khác. Rồi mình biết làm sao, lỡ mình không sao, mình không suy nghĩ rằng là lỡ xe nó xẹp hay điện thoại hết pin, hoặc giả là nó rớt mất cái điện thoại sao đó. Thì mình có một cái điều kiện nào đó mình đặt ra để mình không có giận dữ mà tức giận, nóng giận như vậy để mà sát hại đứa con mình. Vì sát hại đứa con mình thì đâu phải không, để con mình muốn sát sao sát đâu, có phải phải bị vào cái vòng giam cầm tù tội vân vân, chứ không phải không. Vì do vậy cho nên cái vấn đề mà nhận lỗi hết sức quan trọng đối với tất cả chúng ta, dù cái việc nhỏ, cái việc lớn, vân vân, nếu chúng ta nhận chân được thì nó sẽ đem lại cái sự an lạc cho chúng ta. Chúng ta mở một cái lời xin lỗi, nó không có còn áy náy với người khác. Ví dụ như nó đơn giản, đi trong một cái con đường mình đi vì nó chật hẹp đó, mình lỡ mình đá cái chân của người khác, mở một tiếng xin lỗi không, thì nó cũng không áy náy người khác, họ cũng hoan hỷ tha thứ. Còn mình vô tình mình đá chân của họ nhưng mà mình không có một cái lời xin lỗi nào, thì người khác chắc chắn ở trong bụng họ cũng không có hoan hỷ chút nào. Cho nên cái vấn đề mà khi mà chúng ta biết nhận lỗi được về mình đó, thì nó đem lại cái sự an lạc cho chúng ta, nó hài hòa với người khác. Còn nếu mà chúng ta không có biết được đó, thì chắc chắn rằng nó sanh ra, mặc dù ngoài mặt thì thấy nó cũng là bằng mặt thôi chứ không bằng lòng. Một người khác nó sanh ra cái thù hận và coi như là chiến tranh lạnh ở bên trong. Có dịp ha, một cái thôi tôi tha thứ nói gì một lần, lần thứ hai coi chừng á, bữa nào ta tìm mọi cách khác ta trả thù lại bây giờ chứ không phải không. Cho nên đối với tất cả chúng ta, để muốn khỏi gây thù chuốc oán và đem lại cái đẹp
cái an vui cho chính mình trước chứ đừng cho người khác, cho chúng ta biết nhận chân được những cái lỗi lầm, đừng có đổ cái lỗi lầm đó cho người khác, mà chúng ta hãy nhìn nhận chính đó cái lỗi của mình thì nó hay hơn. Có nhiều người vì cái danh dự, vì cái ghế cao hơn, vì cái sự lớn tuổi hơn, vì có tiền có bạc hơn, hay là vì mình là cái này hay là cái khác gì đó, cho nên không bao giờ dám nhận tất cả những cái lỗi lầm mà luôn luôn chỉ trích người khác. Mặc dù cái điều đó đúng, chúng tôi thì chúng tôi thấy rất là nhiều, chứ không là không. Khi một người khác chỉ trích đó là mặt mày đỏ lên, rồi tìm mọi cái lý giải để chỉ trích lại người khác, và còn thậm chí là còn tệ hơn những cái lời chỉ trích đó mà chính bản thân cái người khác họ nhìn họ thấy được, còn mình thì mình không nhìn thấy, cho nên mình không nhìn thấy được cái lỗi lầm của mình thì là một cái thất bại trong cái cuộc đời của tất cả chúng ta. Cho nên hãy cố gắng nhận chân, nếu mình không có lỗi đó thì kể như một cái lời để mà khuyên mình để mình không có vấp phải trên cái đường đời tới nữa. Còn nếu mình có thì sẵn sàng xin lỗi, hối lỗi và sửa đổi thì nó sẽ đem lại cái an lạc và hạnh phúc cho chính bản thân chúng ta nhiều hơn, thưa quý vị. Dạ, chúng con kính cảm ơn quý thầy. Dạ vâng, thì nhắc tới cái chuyện mà lỗi lầm mà quý thầy thường dạy, con nhớ trong một cái chương trình trước đây á, quý thầy dạy thì con vẫn còn nhớ là khi nào mà thầy dạy là mình may một cái túi ở trước mình á, mình để lỗi của mình trước đó để cho mình dễ thấy, rồi mình may một cái túi ở đằng sau lưng á, là để mình để lỗi của người để mình không có thấy. Cho nên nhiều lúc trong cuộc sống thì cũng có những cái chuyện như vậy nó xảy ra, thì con lại nhớ tới lời thầy dạy cho nên con cũng áp dụng được. Dạ rồi, dạ tiếp theo chương trình thì chúng con tiếp theo cái đại nguyện thứ hai con xin phép đọc, đó là nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì thân như ngọc lưu ly, trong ngoài trong suốt, không chút vẩn đục, ánh sáng to lớn và chiếu tỏa lan rộng, công đức đồ sộ, lại khéo an trú, những tia sáng rực rỡ dệt nhau như mạng lưới và tráng lệ quá hơn nhật nguyệt, chúng sanh tối tâm được soi sáng cả, nên tùy ý hướng mà làm mọi sự nghiệp. Dạ, chúng con kính cung thỉnh hòa thượng giảng sơ về cái đài nguyện này ạ. Dạ. Thưa quý vị, thì khi còn là Bồ Tát thì Đức Dược Sư đã phát ra một cái đại nguyện thứ hai nữa, là khi được tự giác vô thượng thì thân như ngọc lưu ly, trong suốt sáng hết, không có chút vẩn đục, và chiếu tỏa, và cái công đức rất là to lớn, nó an trú, và những tia sáng rực rỡ dệt như mạng lưới và tráng lệ như vậy, và chúng sanh nữa là tối tâm được cái ánh sáng này. Thì không phải là mình nguyện là được, cái nguyện là được thành tựu như vậy, thưa quý vị, nhưng mà nó cùng với cái lời nguyện đó có một cái sự thực hành vô cùng tối ưu quan trọng đối với tất cả chúng ta. Từng bước một, từ cái bi, cái hỷ, cái xả, không? Từ cái bố thí, cái trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, luôn luôn nỗ lực. Chứ không phải chúng ta mong muốn là được. Mong muốn chúng ta phải thực hành. Ví dụ như một người nào đó mong muốn rằng tôi có mua đôi dép, thì họ chuẩn bị, họ ráng cố gắng đó, họ tìm được 20 đồng hay 30 Mỹ kim gì đó họ mua. Họ mua cái áo, họ kiếm 50 Mỹ kim họ mua. Họ mua cái xe thì phải kiếm 20-30 ngàn. Còn họ mua cái nhà thì phải kiếm 300-400 ngàn họ mới mua được. Như vậy thì phải thực hiện, chứ không phải là chúng ta chỉ nguyện hay là chúng ta mong ước thì nó tự dưng nó đến với tất cả chúng ta. Cho nên ở đây Đức Phật Dược Sư đã phát nguyện như vậy, và bên sau đó rằng là tôi sẽ nguyện tôi làm từng cái việc thiện nhỏ, từng việc tu tập nhỏ cho tới cái việc tu tập lớn, không có bao giờ nghĩa là bỏ đi, không bao giờ thối tâm, không bao giờ nghĩa là thối chí trên cái công việc mà hàng hóa lợi sanh, hoặc là công việc mà tu tập của mình, để một ngày nào đó đến được cái quả vị Bồ Đề. Như vậy thì cái việc làm của Ngài đó nó vô cùng to lớn, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta nguyện không là được, mà Ngài nguyện thành tựu như vậy thì Ngài đã thực hành được những cái chân lý, những cái con đường mà dẫn đến cái sự chứng ngộ đó, chứ không phải đơn giản đâu. Thì
Thì quý vị muốn vậy thì quý vị cũng phải thực hiện từng bước nhỏ như vậy, từ cái ăn chay, cái niệm Phật, cái giữ giới, rồi từ ở mình đã xong rồi thì mình trang trải cái đó ra cho tất cả chúng sanh nữa, chứ không phải chỉ một mình không mà được. Thì đó là cái lời nguyện thứ hai mà Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã nguyện, thưa quý vị. Dạ, chúng con kính cảm ơn quý hòa thượng với những lời giảng dạy và chia sẻ rất là ý nghĩa và rất là thực tế. Và chúng con cũng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Nếu quý vị có những thắc mắc về nhu cầu tâm linh cũng như những câu hỏi về Phật Pháp, xin quý vị hoan hỷ liên lạc về Chùa Đầu Ngự và Chùa Diệu Pháp ở số phone hiển thị trên màn hình. Kính chúc quý vị vô lượng an khương, Bồ Đề tâm kiên cố. Xin cảm ơn quý vị. Thương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu.